hàng đang muốn tìm cho mình căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ thì buổi sáng ngày hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đã có mặt tại trục đường nhánh của trục đường Lê Thị Riêng thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu với nhà một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và đến chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến nhà hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và ba lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Trong đó thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh ở tầng lửng để thuận tiện gia đình sử dụng. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Những căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với ban công vuông, lan can liền mộc làm bằng sắt và phía ngoài mặt tiền được anh chị ốp đá trang trí cũng như là ốp nhựa trang trí, cùng với đó là hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và căn nhà mình thì nằm trên một con đường rộng lên đến 7m khu phân lô. Khu này thì đã phân lô cũng như là đã về ở hiện hữu được khoảng 70% rồi, chỉ còn sót lại vài lô đất. Thì hôm nay anh chị xin phép xây dựng căn nhà mới và là căn nhà nằm trên con đường thông, thuận tiện hàng mua ở, mở phòng công ty cũng như là kinh doanh. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đang có hướng chính là hướng Nam Đông Nam, phù hợp xe hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng căn nhà. Chỉ với giá hơn 6 tỷ, khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Thì phía ngoài mình sẽ có một lớp cửa, hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Sẽ có một bộ cửa bốn cánh bên ngoài được làm bằng sắt. Kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa anh chị thiết kế đưa ra phía ngoài. Đây mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng độ 2m mình để xe gắn máy. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực gara để xe hơi căn nhà. Với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được anh chị ốp gạch đá bóng kính 60m2. Và phiên trên mình có đi rìa chỉ trang trí rất là đẹp. Và hai bên tường thì được anh chị ốp nhựa cũng là than tre trang trí. Và có đi hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng rất là đẹp cho căn nhà. Phía trên mình sẽ có hệ thống đèn chùm, đèn chiếu sáng. Và chỉ với giá 6 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với khách hàng đang xem video, cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Đây khu vực không gian gara để xe hơi căn nhà. Và nếu gia đình có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể để vào bên trong. Hoặc nếu gia đình chưa có nhu cầu để xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt mình làm phòng khách. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì tay vịn được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can được làm bằng kính cường lực có sơn màu rất là đẹp. Và đối diện với cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được anh chị đóng sẵn để tặng kèm. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 8 ghế để anh chị sắm sẵn tặng kèm, có tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ An Cường và mặt đá hoa cương. Với không gian phòng bếp thì mình sẽ có bếp điện từ, labo rửa chén bát, kệ để chén bát, máy đong đếm gạo, máy hút khử mùi. Và ngoài ra chị có tặng kèm cho mình có một cái tủ lạnh khá là lớn vào bên trong. Và di chuyển ra khu vực phía sau sẽ đến với lại một cái khoảng sân. Đặc biệt căn nhà mình được chị thiết kế thì mình có một cái tivi 45 inch để sử dụng cho khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình chỉ có một bộ cửa để mở ra cái khoảng sân ở phía sau. Với khoảng sân phía sau thì anh chị trừ lên đến 2m, một bên anh chị thiết kế làm nhà vệ sinh và một bên thì anh chị thiết kế làm cho mình có một khoảng sân vườn để mình ra vui chơi và hóng mát. Với khoảng sân vườn ở phía sau rất là rộng. Và cùng nhìn lại cái khu vực từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà nó có bề ngang lên đến 4m và chiều dài căn nhà mới lên đến 18m. Và nằm trên trục đường nhánh của trục đường Lê Thị Riêng thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và chỉ với giá 6 tỷ 700 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng đã sở hữu căn nhà đã có hướng chính là hướng Nam Đông Nam, phù hợp xe hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch.
Thì quý khách hàng đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật với hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và đây khu vực không gian tầng lửng căn nhà sẽ có một bộ cửa kính cường lực phía ngoài, bên trong thì mình sẽ có bộ bàn ghế sofa để chị sắm sẵn tặng kèm, có sẵn một cái tivi cũng được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và phía sau thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian tầng lửng căn nhà, và mình có cửa sổ mở ra khoảng sân ở phía sau rất là thoáng, và mình có một cái tủ để mình có thể để quần áo ở bên trong thì cũng rất là thuận tiện. Và đặc biệt căn nhà mình thì khu vực không gian tầng lửng mình có cũng có một cái máy lạnh cũng được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút thì quý khách hàng đang xem video thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian lầu 1 của căn nhà, khu vực không gian phòng ngủ phía trước. Toàn bộ phòng ngủ căn nhà mình thì cửa được làm bằng chất liệu gỗ công nghiệp chống ồn, chống bối mọt. Nhà mình có lót gạch đá bóng kính 80. Bên trong thì sẽ có tủ quần áo 4 cánh lớn, có giường rộng lên đến 2m, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước có cửa sổ mở ra bên ngoài, cửa đi ra ban công để lấy gió và ánh sáng vào bên trong. Đấy là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Với mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái nhà máy lạnh tặng kèm, nhà vệ sinh riêng. Tổng cộng căn nhà mình sẽ có tới 4 phòng ngủ thì đã được các anh chị full nội thất. Cho nên là khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà mình sẽ được anh chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Với căn nhà được thiết kế rất là đẹp, lan can kính sử dụng bằng kính màu rất là đẹp. Đấy là không gian phòng ngủ phía sau căn nhà, phòng ngủ số 2. Mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một khoảng không gian để làm phòng bàn làm việc rất là rộng và rất là thoáng, như là rất là mát. Và đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 căn nhà. Nhà vệ sinh căn nhà mình thì được ốp gạch đá bóng kính cao lên kín tường. Bên trong mình có hệ thống nó bô bàn cầu, vòi sen tắm cũng như là gương soi. Tiếp tục thì sẽ di chuyển đến khu vực lầu 2 căn nhà, chỉ được không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 căn nhà. Thì mình sẽ nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường nhánh của trục đường Lê Thị Riêng thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu. Khu này thì đã xây dựng đã về ở hiện hữu tầm cỡ khoảng độ 7 đến 8 năm rồi, và chỉ còn sót lại vài lô đất thì hôm nay anh chị xây dựng lên và gửi bán bên nhà đất Hoàng Tiến chỉ với giá 6 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng mạnh để khách hàng có thể sở hữu một căn nhà được tặng kèm full nội thất. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m. Và đứa chị thiết kế có sân ở phía trước để xe gắn máy và gara để xe hơi. Phía sau thì mình sẽ có khoảng lùi xây dựng, mình làm cái khoảng sân ở phía sau để mình có thể ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, và thuận tiện để các lầu mình mở cửa sổ ra bên ngoài. Thế nên là rất là thoáng và rất là mát. Ở đây không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Với căn nhà mình thì sẽ có 4 phòng ngủ chính thì đã được anh chị full nội thất hết toàn bộ từ dưới tầng trệt lên đến sân thượng. Cho nên khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại cũng là tặng lấy khách hàng. Thì khách hàng chỉ việc xách vali về nhận nhà vào ở ngay thôi. Mình không phải sắm thêm nội thất. Và với căn nhà được thiết kế sẽ có hệ thống đèn LED đi lên đến tận sân thượng, cho nên là mỗi khi mình di chuyển thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với căn nhà được chị thiết kế với đầy đủ công năng sử dụng. Và di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà, mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng thờ. Có một cái phòng thờ rất là lớn bên trong, một cái khoảng sân thượng ở phía bên ngoài cũng được anh chị thiết kế. Mới mình có bộ cửa 4 cánh ra bên ngoài để mình ra vui chơi và hóng mát. Bên trên thì được các chị ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Và đối với căn nhà mình thì nằm sát với lại một công viên, sát một cái công viên tới 150 ha, gọi là 150 ha đất. Thì
rất là rộng với công viên. Đây là công viên cách căn nhà mình tầm cỡ khoảng độ 100 m. Ở quý nhà có thể sở hữu một căn nhà nằm sát với lại ở công viên, cũng như là ở sát với lại chợ và ủy ban nhân dân phường, cũng như là sát với lại trục đường Lê Diêng, và thuận tiện có hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay, có thể di chuyển theo trục đường Lê Diêng hoặc là ở bên rẽ tay tay trái để di chuyển sang trục đường Hào Huy Giáp để về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất Thành phố Hồ Chí Minh thì rất là thuận tiện. Ở đây là khu vực phía sân sau căn nhà. Sân sau căn nhà mình được chỗ gạch đá cao lên kín tường, và mình cùng chiêm ngưỡng cái công viên ở phía sau căn nhà. Đây là một cái công viên rất là lớn, cái công viên rất là rộng cho cái phường Thạnh Xuân. Và với khoảng sân ở phía sau thì được anh chị che chắn rất là kỹ càng, có làm cầu thang để đi lên trên mái mình thăm bồn nước trên rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút, quý nhà sở hữu ngay cho mình căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này, và nó hướng chính là hướng Nam Đông Nam, thuộc sản thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc, hẹn lại quý nhà những video tiếp theo.